Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với VTD Channel. Và như thường lệ, mình là Duy. Thì trong cái video tiếp theo lần này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta chỉnh sửa một số cái nội dung, một số cái bố cục, một số cái thiết lập ở bên trong trang chi tiết bài viết, tức là cái trang mà chúng ta xem bài viết đó. Thì có lẽ đây là cái video áp cuối, cái video tổng kết của cái series WordPress nâng cao và chuyên đề là làm website về tin tức. Các bạn bấm vào trang chủ, chúng ta sẽ thấy đây là cái nội dung website mà đã hoàn thành cái video trước. Tiếp theo, các bạn bấm vào một cái bài viết bất kỳ. Ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có một số cái, ví dụ như là breadcrumb. Breadcrumb là cái menu ở trên này, nhưng mà nó theo cấp, ví dụ như là trang chủ, rồi tới marketing theo ngành, rồi tới ngành FMCG, rồi tới cái tiêu đề bài viết của mình là chiến lược marketing mix của Aquafina. Rồi ở dưới này mình có là marketing theo ngành, cái này là cái tag này các bạn, à không phải cái tag, cái này là cái chuyên mục category, là chuyên mục cha nè. Rồi tiếp theo cái bên cạnh là chuyên mục con, ngành FMCG. Rồi ở đây là tiêu đề. Rồi các bạn nhìn thấy ở đây nó có phần là bởi Duy chấm vỏ, tức là mình. Oh sorry các bạn, mình bấm vào cái link tác giả. Rồi kế bên là ngày tháng năm, tức là ngày tháng năm đăng bài viết. Rồi ở đây nó có cái con mắt có hiện số 2, tức là hiện tại cái bài này có 2 lượt xem. Ở đây là không, cái biểu tượng icon bình luận, có nghĩa là không lượt bình luận, à không nội dung bình luận. Rồi bên dưới là có cái biểu tượng chia sẻ bài viết, bạn có thể chia sẻ lên Facebook, Twitter, Google cộng hoặc là Pinterest. Rồi ở đây các bạn thấy phần ở bên dưới này là nội dung bài viết, thì cái đó bình thường rồi ha, mình cũng sẽ không có nói chi tiết về nội dung bài viết, cái đó là do lúc mà các bạn soạn thảo nội dung thì nó như thế nào thì nó sẽ ra như vậy thôi. Ở dưới lại có cái phần share y chang như ở trên. Rồi tiếp theo là phần bài trước, tức là nó sẽ hiển thị cái bài trước đó, tức là cái bài trước bài này là bài học thành công về Vinamilk. Rồi ở đây là cái khung tác giả. Lý do tại sao khung tác giả nhìn nó hơi trơ trọi, nó hơi như vậy, là nó hơi thô sơ như vậy là vì sao? Vì ở đây chúng ta cái tên này nó đang hiển thị là tên đăng nhập của mình, Duy chấm vỏ, là hiện tại mình đang là admin á, thì nó hiển thị cái tên đăng nhập của mình. Rồi avatar của mình ở dưới này, đúng ra nó sẽ hiển thị một số cái nội dung nói về tác giả này, tuy nhiên là do mình chưa có hình thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cái chỗ này luôn. Rồi mình có là bài viết liên quan, rồi có mục xem thêm đó, các bạn bấm vào nó sẽ tự động nó tải cái bài viết cho mình. Rồi ở dưới là phần bình luận. Phần bình luận thì không có gì để nói ha, ở trong series cơ bản mình đã nói hết trơn rồi. Rồi bây giờ thì trong cái phần này mình có thể thiết lập được những cái gì, các bạn có thể vào lại cái phần admin và chúng ta bấm vào theme panel. Rồi sau đó các bạn chọn vào post setting. Đây là những cái thiết lập liên quan về bài viết. Rồi chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới các cái nội dung này. Hai cái nội dung nào quan trọng mình sẽ nhấn mạnh, còn cái nội dung nào mà không quan trọng mình sẽ nói nhanh hoặc là lướt qua luôn. Các bạn nhìn thấy post and custom post type, tức là cái kiểu post định nghĩa cho phép chúng ta thiết lập những cái gì. Thứ nhất, show category tag là bạn có muốn hiển thị cái tên chuyên mục ở dưới dạng tag hay không. Cái phần này là cái phần nào? Đây mình quay trở lại đây, nó chính là cái phần là marketing theo ngành nè. Đa cái chỗ hiển thị mà màu đen đen này nè, hai cái nút này nè đó. Bây giờ có muốn hiển thị hay không? Nếu bạn không muốn mình tắt nó đi. Giả sử như mình tắt rồi ha, mình bấm save lại, rồi mình ra trở ngoài, mình F5 lại cái trang này đó. Các bạn thấy hai cái cục màu đen á, marketing theo ngành và ngành FMCG nó lại biến mất rồi. Tuy nhiên mình không thích, mình thích cái kiểu như cũ hơn đó. Mình chọn bật trở lại. Rồi category tag display order tức là gì sao, tức chỗ này nghĩa là gì, tức là những cái tag chuyên mục hiển thị theo vị trí. Các bạn thấy nè, set the post category tag display order, đây các bạn bấm vô, các bạn bấm vô thì nó sẽ hiển thị. Nếu các bạn lưu ý là bấm vô dấu chấm hỏi, nó sẽ nói gì khi mà các bạn bật cái tính năng này lên á, thì là cái category tag nó sẽ hiển thị theo cái kiểu là alphabet, tức là theo cái kiểu mà ABC, ABC, XYZ á.
tức là từ A tới Z, cái ký tự đầu tiên đó, nó sẽ để đeo thứ tự như vậy. Rồi giả sử menu mình bật lên ha, mình bấm save, mình quay ra trở ngoài đây, các bạn thấy nó mất tiêu cái kia luôn rồi, nó chỉ còn cái ngành FMCG thôi. Cái này mình nên để mặc định, mình không cần phải hiển thị. Lý do tại sao ở đây nó hiển thị là ngành FMCG mà nó không có hiển thị cái tag chương mục là marketing theo ngành, để các bạn hiểu được tại sao nó chỉ hiển thị thằng này thôi thì các bạn báo vào phần chỉnh sửa bài viết. Rồi các bạn kéo xuống đây, chúng ta thấy nè, chương mục của mình chỉ chọn chương mục cha, chương mục con, chứ mình chưa chọn chương mục cha. Cái chương mục tên là ngành FMCG nó sẽ nằm ở trong thằng cha của nó là marketing theo ngành đó. Nếu các bạn muốn hiển thị hai cái thì các bạn phải chọn thêm thằng cha nữa. Rồi các bạn bấm cập nhật, rồi sau đó chúng ta ra ngoài bài này chúng ta coi lại đó, thì các bạn thấy nè, lúc bấy giờ nó mới hiển thị đầy đủ, tức là có cha có con. Còn nếu các bạn không chọn thằng cha thì các bạn bỏ đi, thì thông thường là mình không chọn, mình chỉ chọn đúng cái chuyên mục nào nó thuộc thôi ha. Mình chọn thằng, thường là mình chọn thằng con thôi, thằng cha mình không có chọn đó. Rồi sau đó các bạn F5 lại đó thì nó chỉ ra đúng này. Tuy nhiên là tại sao ở lúc nãy theme panel á, cái chỗ mà ban đầu của nó là chỗ này là tắt đúng không? Đây. Rồi mình F5 lại thì các bạn thấy nè, tại sao ở trong phần chỉnh sửa bài viết mình chỉ chọn thằng con, nhưng mà tại sao ở đây nó lại hiển thị? Thì đây là một cái tính năng của riêng cái phần này. Nếu cái chỗ category tags display order mà các bạn tắt nó đi á thì nó sẽ hiển thị cha con đầy đủ. Còn nếu các bạn bật nó lên thì nếu bài viết đó các bạn có chọn chương mục cha thì nó sẽ hiển thị chương mục cha. Còn nếu các bạn không chọn chương mục cha thì nó chỉ hiển thị đúng chương mục con mà thôi ha. Rồi thì chỗ này mình để như mặc định đi, tức là tắt. Rồi show author name, tức là bạn có muốn hiển thị cái tên của tác giả hay không. Ví dụ như mình là người trực tiếp viết ra cái bài viết này thì mình nên để cái tên tác giả của mình là ở đây. Còn nếu các bạn đi copy bài của người khác, ví dụ như copy bài của trang A, trang B, trang C mà các bạn để, tự nhiên các bạn để tác giả ở đây thì nó rất là kỳ cục, nó rất là vô duyên. Cho nên là nếu mà trường hợp các bạn đi copy bài của người ta thì nói chung đừng để cái tác giả ở đây, nhìn nó rất là thô thiển ha các bạn. Còn đây mình vẫn để cái đây mình do mình làm demo thôi, mình làm demo cho các bạn thôi, cho nên mình vẫn để ha các bạn. Website này không có sử dụng chính thức cho nên là mình vẫn để. Rồi show date, tức là hiển thị ngày không, các bạn ở chỗ này nè, 16 tháng 12 năm 2018, các bạn có muốn hiển thị ngày hay không? Thì dĩ nhiên cái chỗ này theo cái kinh nghiệm của mình thì nó sẽ có trường hợp thuận lợi và trường hợp khó khăn, tức là có ưu điểm khuyết điểm cái chỗ này. Nếu mà cái bài viết của bạn thật sự chất lượng và các bạn mới đăng gần đây thì nên để ngày. Tại vì sao? Tại vì khi mà con Google Bot nó index cái bài viết của bạn, nó đọc cái bài viết của bạn thì dĩ nhiên cái kết quả tìm kiếm ở trên Google nó sẽ hiển thị ngày đăng của cái bài viết đó. Thì khi mà khách hàng, khi mà người đọc họ tìm kiếm trên Google, họ nhìn thấy cái bài viết của bạn và họ nhìn thấy cái bài này mới đăng đây mà nó lên top luôn, có nghĩa là sao? Đạt được hai cái mục đích, một á là bài viết chất lượng, hai là cái bài viết mới đăng, thì chắc chắn cái phần trăm mà người ta bấm vào người ta đọc rất là cao, hơn là một cái bài lên top nhưng mà cái thời gian nó quá lâu rồi, có thể nó một năm trước rồi. Thì người đọc sẽ hình dung, họ sẽ nghĩ trong đầu là gì? Cái bài này đăng cách đây năm 2017 rồi, có vẻ lâu rồi, không ai cập nhật, không có gì hết, có thể cũ rồi, mình sẽ ưu tiên xem những cái bài nội dung mới nhất năm 2018 hơn là cái nội dung năm 2017, 2016. Cho dù cái bài đó có lên top hay không thì vẫn là ưu tiên theo thời gian trước, cho nên lưu ý cái chỗ này. Còn nếu mà các bạn không hiển thị ngày thì nếu mà các bạn gặp một số đối tượng người đọc,
Ví dụ như một số cái đối tượng người đọc họ không có quan trọng về ngày lắm. Thường là những cái đối tượng mà phổ thông hoặc là những cái đối tượng mà họ đọc nhanh á, họ kiểu như họ tìm thông tin một 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 cái thông tin gì đó mà họ đã có chủ đích trong đầu rồi thì thường họ ít khi nào họ để ý cái thời gian. Họ sẽ lướt nhanh thôi. Họ lướt nhanh coi có cái thông tin mình cần hay không, nếu không có thì họ đọc bài khác. Rồi họ lại lướt, rồi nếu không có họ đọc bài khác. Thì cái chỗ ngày này lúc đó nó không còn quan trọng nữa. Ha các bạn, lưu ý cái chỗ này. Nhưng mà mình vẫn thường là để ngày, mình vẫn khuyến khích là mình để ngày thôi. Các bạn lưu ý. Ví dụ như nếu mà bài viết của các bạn nó cũ rồi thì các bạn hãy update bài viết đó. Update bài viết đó thì cho dù khách hàng họ thấy ngày cũ, năm cũ nhưng mà bài viết vẫn lên top thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nội dung vẫn chất lượng. Có nghĩa là sao? Giả sử như bài viết đó viết năm 2016 nhưng mà tới năm 2018 mình vào Google mình tìm kiếm nó vẫn nằm top 1, thì có nghĩa là nội dung đó vẫn còn đúng ở thời điểm hiện tại, tức 2018. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái chỗ này, show post view, tức là hiển thị cái số lượt người xem. Thì như ban đầu lúc nãy đó, nó hiển thị đây số 2, mà nãy giờ mình F5 cái trang này mấy lần rồi cho nên nó tăng lên giờ là 6 lượt view. Thì cái lượt view này nó không có gọi là nó không có đếm cái số người không trùng, tức là mình nãy giờ mình F5 6 lần thì nó lên 6 lần, chứ nó không có hiểu là một lần, chứ nó không có hiểu là một người độc lập. Các bạn lưu ý ha. Thì chỗ này dĩ nhiên là khuyến khích các bạn là nên để, mình đừng có tắt cái này đi. Tại vì sao? Đối với một bài viết dù chất lượng hay không chất lượng gì nữa thì khi mà người ta đọc đó, thì người ta sẽ đọc từ trên xuống dưới. Họ đọc tiêu đề xong cái tự nhiên tới chỗ này họ thấy 230 mấy người, hoặc là tự nhiên họ thấy ồ chỗ đây tới 1000 người, thì khả năng họ đọc xuống phía sau nữa rất là cao. Tự nhiên chỗ này tại sao trong đầu họ sẽ nghĩ ủa sao tự nhiên bài này tới 1000 mấy người đọc, thì kích thích cái sự tò mò và đồng thời kích thích luôn cái luồng của người đọc ha, thì họ sẽ tiếp tục họ kéo xuống dưới họ đọc. Rồi show comment count ở đây nè, các bạn lưu ý cái chỗ này là nên xin lỗi các bạn, cái chỗ này mình nên hiển thị. Nếu mà một cái bài viết nào đó các bạn không muốn cho người đọc người ta bình luận thì các bạn có thể tắt cái này đi. Nhưng mà nếu mà một cái website các bạn đang để chế độ bình luận, tức là muốn người ta bình luận, muốn khách hàng họ vô bình luận, muốn người đọc vô bình luận, thì chỗ này rất là cần thiết. Hoặc ở chỗ này hiện tại đang là không đúng không, hoặc chỗ này mình có thể seeding, kiểu như là mình tự bình luận cho chính mình luôn. Thì khi mà người đọc họ vào họ đọc, họ thấy website, họ thấy website ủa sao tự nhiên đến đây nhiều quá vậy ta, 100 mấy bình luận, thì chắc chắn là khả năng họ sẽ đọc tiếp cái nội dung phía cuối rất là cao. Thì giống như cái bên này thôi, giống như cái con mắt lượt xem bên này thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái chỗ này bình luận thì các bạn bình luận sao cho nó đúng, chứ đừng có PR quá cái nội dung của mình quá rồi nói bài viết nói nội dung, hoặc là ví dụ như bạn đang viết một cái bài về sản phẩm thì bạn PR quá, sản phẩm này tốt 100% rồi, số 1 thế giới, số 1 Việt Nam gì đó, thì đó không nên. Hay các bạn nên nói đúng sự thật. Và khi mà mình tự bình luận cho chính mình, giống như là cái kiểu là mèo khen mèo dài đuôi, kiểu như mình tự khen chính mình á, thì các bạn nên nhớ là chúng ta đừng quá lạm dụng cái việc này. Có thể một vài cái bình luận cho cái nội dung của mình nó nổi bật hơn, nhưng đừng quá bình luận nhiều quá, tự bình luận nhiều quá, kiểu như tự sướng nhiều quá ha các bạn, thì người đọc họ sẽ nhận ra ngay. Tại vì một cái văn phong của người viết bình luận á thì sẽ có rất là kiểu khác, nhiều kiểu khác nhau. Có người viết không dấu, có người bình luận không dấu, người bình luận có dấu, có người bình luận ngắn, có người bình luận dài, có người bình luận cục ngủn, có người bình luận rất là văn chương. Cho nên là người ta đọc vào họ biết liền. Còn cái kiểu như mình đi, giả sử như bình luận á thì tính mình thì có hay cầu toàn, tính mình thì cũng hơi hơi cầu toàn, cho nên là kiểu gì bình luận thì cũng viết dài.
cũng viết dài, ít nhất cũng phải 10 chữ, 10 tới 15 chữ là gọi là ngắn. Chứ mình không có biết kiểu như là ngắn hay là hay, bài này hay quá rồi xong rồi chấm than rồi cái đăng lên, hoặc là hay quá rồi chấm than đăng lên, ví dụ vậy. Mình không có viết kiểu đó, cho nên là khi mà người đọc họ đọc xuống cái phần bình luận á, họ đọc từ trên xuống dưới, họ sẽ hình dung ra là à, cái bài này là kiểu thằng này á, thằng này nó đang shitting, nó đang tự bình luận cho chính nó luôn. Thì khách hàng kiểu gì họ cũng sẽ nhận ra. Người đọc bây giờ rất là thông minh nha các bạn. Các bạn lưu ý là chúng ta dùng cái chiêu trò gì đó thì chúng ta nên dùng ở cái mức độ gì đó thôi, chứ đừng có đường dùng quá, nó sẽ gây cái tác dụng phụ, gây cái phản ứng phụ ha. Rồi sâu tác. À, nãy giờ cái bài viết của mình từ đầu cái series tới giờ mình không có tạo tác, không có tạo tác, cho nên là sâu tác ở đây nó không hiển thị, thì mình vẫn để thôi. Tác thì vẫn dĩ nhiên là vẫn nên để là đúng rồi. Hiển thị cái hộp tác giả hay không, tức là cái này, cái chỗ duy chấm vỏ nè. Chỗ này có hai cái trường hợp. Một, nếu các bạn đi copy nội dung người khác thì chỗ này bỏ đi. À, chúng ta tắt cái tính năng này đi, tắt đi. Nếu các bạn tự viết bài cho website của mình thì các bạn nên bật. Tại vì sao? Dĩ nhiên là nó sẽ làm tăng cái giá trị của bạn lên rồi. Tự nhiên mình là tác giả mà mình đi ẩn cái thông tin tác giả của mình làm gì? Cho nên là lưu ý các bạn ở chỗ này luôn, show author name mình tắt luôn ha, tại vì cái nội dung mình nên đi copy. Rồi hiển thị bài viết trước đây và bài viết kế tiếp. Ok, chỗ này rất là bình thường và rất là cần thiết. Nó là nằm ở chỗ nào? Đây, bài trước đây là bài này nè. Đó. Rồi hiển cho phép bình luận ở trên bài viết. Đây, ở đây mình cho phép bình luận luôn. Mặc dù mình đi copy nhưng mà mình vẫn muốn là người khác bình luận bài viết của mình. Ok. General Mode Image, tức là hiển thị theo cái kiểu cái kiểu này là cái kiểu gì các bạn? Tắt bật tính năng model, hình ảnh model dạng cái kiểu view theo cái kiểu mà model á, cho tất cả các hình ảnh của bài viết. Ok, bây giờ mình sẽ thử coi cái tính năng này là gì. Rồi mình bấm share lại ha. Mình F5. Rồi, xong. Mình rê chuột vô. Không thấy gì hết. Mặc định, mình để mặc định đi. Cái tính năng này mình sẽ tìm hiểu sau. Để liên quan về cái phần hình ảnh ở trong bài viết thôi. Rồi, ở dưới xong rồi ha, mình đóng cái phần ở trên đi. Mình đi tiếp tục nội dung ở dưới. Default Post Template. Đây, cho phép các bạn là chọn những cái template dạng gì ha. Hiện tại như trên web của mình đang là dạng hai cột. Một cột là bên trái là cột Content, Main Content, tức là nội dung chính nè. Còn cột bên phải là cột Size 3. Thì ở đây mình cho phép cấu hình luôn. Mình đang là style số 2 nè. Hình này là cái hình ảnh đại diện bài viết nè. Bên này size 3, còn ở dưới gạch, tức là nội dung bài viết. Rồi các bạn có thể chọn style 1. Style 1 thì nó hiển thị cái hình đại diện nó nằm nép góc bên này, và nó cái phần mà nội dung bài viết nó lại chèn, nó lại tràn lên y chang hình thôi. Các bạn có thể chọn hoặc kiểu này. Đó. Cái size 3 lên trên cùng luôn. Đó, các bạn thấy chúng ta có thể chọn nhiều cái loại style khác nhau tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Rồi tới ảnh đại diện, feature image, tức là ảnh đại diện có hiển thị ảnh đại diện hay không. Mặc định là có ảnh đại diện. Placeholder, tức là nếu mà cái bài này không có ảnh đại diện thì nó sẽ hiển thị một cái gì đó thay thế ha. Rồi hiển thị ảnh đại diện theo kiểu lightbox. Bây giờ các bạn thấy nè, cái hình này là cái hình, bây giờ cái hình này nó nhỏ quá, để mình vô cái hình, vô cái bài này đi. Rồi các bạn thấy nè, đây cái hình đại diện nè. Lightbox nghĩa là cái gì, các bạn bấm vô nè, chúng ta sẽ thấy cái hiệu ứng nè. Đó, cái hiệu ứng như thế này nó gọi là Lightbox. Tức là đây, có sử dụng Lightbox hay không,
hiện tại đang chọn là sử dụng ha. Nếu mà không thích thì chúng ta chọn kiểu này, rồi chúng ta save lại, rồi chúng ta ra trở ngoài F5 lại xem. Cái hiệu ứng này chắc chắn nó đã bị ẩn, nó đã bị vô hiệu hóa rồi đó. Bây giờ các bạn có bấm thì nó cũng không hiện như nãy nữa. Thì tính năng này khá là hay, mình vẫn để mặc định. Rồi những cái bài viết liên quan, related article, tức là những cái bài viết liên quan, có hiển thị bài viết liên quan không? Chắc chắn là có rồi. Dĩ nhiên là mình muốn điều hướng cho người đọc xem bài viết hiện tại, rồi xong rồi lại tiếp tục xem những bài viết khác nữa, thì dĩ nhiên chắc chắn như này phải có. Bài viết liên quan trong cùng một chuyên mục chắc chắn là phải như vậy ha các bạn. Dĩ nhiên là cái này theo về mặt logic là nó đúng thôi, không có gì cả, không có gì phải giải thích thêm. Ví dụ như chúng ta đang đọc một cái bài viết về digital marketing thì chắc chắn là cái bài viết liên quan các bạn sẽ điều hướng người đọc là những cái bài viết khác, nhưng phải nằm trong cái chuyên mục là digital marketing, chứ không có phải kiểu như là khách hàng đang đọc bài digital marketing nhưng mà bài viết liên quan lại là bài viết tin tức quốc tế. Nghe nó rất là vô duyên, nó rất là không có logic ha các bạn. Rồi về phần sharing. Sharing ở đây là phần chia sẻ. Sharing là cái biểu tượng mà chia sẻ ở đây. Đó, Facebook Reader, Google Cộng, Pinterest này đó. Hiện tại mặc định nó là được bật rồi. Bạn có muốn hiển thị cái nút like không? Like. Giả sử như mình muốn, mình lưu lại xem coi nó hiển thị như cái kiểu gì. Đó. Đây, like là cái nút này. Rất là tuyệt vời các bạn. Nhưng mà mình không biết là cái nút like này nó có hiển thị trên Facebook của mình không ha. Giả sử như mình kiểm tra, mình vào Facebook của mình. Rồi mình sẽ đi đi kiếm cái chỗ. Các bạn chờ mình chút xíu, nhật ký hoạt động. Hình như là Facebook nó đang, các bạn chờ chút xíu nha, nó hơi chậm một chút. Không có rồi các bạn ơi. Cái nút like này nó không phải là like Facebook, nó chỉ like cái bài viết này thôi. Tuy nhiên là sao? Tuy nhiên là khi mà người đọc chúng ta thấy nhiều like ở đây, chắc chắn là họ sẽ đánh giá cái bài viết này chất lượng. Họ sẽ nghĩ trong đầu là bài viết này chất lượng. Bây giờ mình thử mở tab ẩn danh, mình coi nó có hiển thị số 1 hay không. Này vẫn là số 0. Ở bên này số 1. Nhưng mà mở ứng danh thì nó là số 0. Ủa, hình như là nó có. Đâu, mình bấm like lại coi nha. Rồi, mình qua bên này mình F5 lại. Đây các bạn thấy nó đã lên số 1 rồi. Ủa, vậy thì để mình xem vào Facebook, vào phần nhật ký hoạt động coi nó có ghi nhận lại là cái hành động like của mình hay không. Đây các bạn, nó có lên Facebook luôn nha các bạn. Cho nên tính năng này cực kỳ hay nha. Ở đây mình xóa đi, tại vì cái trang này là trang demo thôi, mình không muốn ai vào hết. Đó, cực kỳ hay, cực kỳ hay. Cái tính năng này rất là hay. Khi mà người đọc họ like, đồng nghĩa với việc là cái trên cái news của người đọc á, ở trên Facebook nó sẽ hiển thị cái thông tin là bạn đã like bài viết này. Thì khi mà bạn bè của người đó họ vào lướt Facebook, họ sẽ thấy cái bài này luôn. Đó có nghĩa là gì? Kiểu như là một cái dạng gọi là seeding miễn phí vậy đó các bạn. Rất là hay, cho nên là cái tính năng này mình nghĩ là nên bật lên. Rồi, top article share text. Các bạn có muốn hiển thị chữ gì không? Ví dụ như mình on đi, mình bật lên rồi mình bấm share lại. Rồi mình ra trên này F5 lại. Đây các bạn thấy không? Cái kiểu này là gì các bạn? Giống như là call to action, tức là kêu gọi hành động.
Thì ở đây nếu mà các bạn không không để cái nút cái chữ chia sẻ ở đây thì họ thấy này, có thể là họ sẽ không chia sẻ. Nhưng mà khi mà người đọc họ thấy à, cái những cái nút này là ý nghĩa là chia sẻ nè. Ở đây ví dụ như là bây giờ mình sẽ hình dung một cái flow của người đọc, giả sử như giả định ha. Rồi khi mà vào website này, đọc từ trên xuống tới tiêu đề, đọc từ trái qua phải tới đây, giả sử như đây tới 1.000, 1.000 lượt xem, thì trong đầu mình sẽ nghĩ là à, bài viết này hay quá ta, tới 1.000 lượt xem được hả. Rồi cái họ nhìn qua đây, ủa ủa 500 lượt bình luận lần hả, cái dưới này tự nhiên thấy chỗ thích tới 1.000 lượt thích. Rồi xong cái họ thấy cái nút chia sẻ ở đây, có thể họ chưa bấm ngay, họ đọc 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 đọc, đọc xuống cuối cùng, đọc xuống hết nội dung luôn. Rồi đọc tới đây cái họ nghĩ trong mặt, bài này rất là hay, bài này chắc phải like với share, thì khả năng là họ click like và họ click share rất rất là cao. Cho nên là những cái tính năng này cực kỳ quan trọng đối với một cái website tin tức. Các bạn có thể kiểm chứng ở những cái website tin tức như là Tuổi Trẻ hay là VN Express hay là một số cái website tin tức chuyên ngành chuyên môn này nọ các kiểu á, các bạn sẽ thấy họ luôn luôn để những cái button, những cái nút, những cái call to action, kêu gọi hành động, chia sẻ đi, à, chia sẻ đi, chia sẻ đi, chia sẻ đi, bài này hay nè, bài này hay nè, bài này hay nè đó. Thì kiểu gì thì kiểu người dùng họ đọc họ thấy hay họ sẽ chia sẻ thôi. Đó là cái giống như là một cái hành động mà được giống như là bạn đoán trước được rồi ha. Thì giống như mình cũng vậy thôi, khi mà mình đọc một một cái nội dung gì rất là hay, rất là chuyên môn mà mình đang làm việc trong cái chuyên môn đó, thì chắc chắn kiểu gì mình cũng share lên Facebook thôi. Rồi kéo xuống cuối cùng ở đây mình có một số cái ví dụ như là à, cái nút sharing ở dưới cuối trang bật rồi, cái nút like bật rồi luôn, nhưng mà cái chữ là chia sẻ ở dưới cuối chưa có nè. Đây ở đây nó sẽ có chữ chia sẻ chưa có, các bạn bật luôn. Rồi xong rồi Twitter name, nếu bạn có sử dụng mạng xã hội Twitter thì các bạn nhập dấu a cộng rồi cái tên Twitter của bạn, ví dụ như của mình là Duy Thanh Võ. Rồi social network, đây có rất là nhiều cái social network. Social network tức là mạng xã hội các bạn muốn hiển thị theo cái kiểu gì, nhiều quá hả? Facebook, Twitter, Google cộng, Pinterest, thường là bốn cái nào, bốn cái đầu tiên là thường sử dụng ở Việt Nam. Google cộng thì cũng ít, ở Việt Nam thì nó không phải là ít nhưng mà nó không có đa dạng, nó không có nhiều, nó không phổ biến bằng Facebook. Twitter thì chắc chắn là ít hơn Google cộng rồi ha. Ở Việt Nam Twitter thì dùng ở trong một số cái cộng đồng mà thuộc cái chuyên môn hẹp, ví dụ như dân kinh doanh này, họ có thể một số cộng đồng họ dùng Twitter. Nhưng mà về mặt đại trà thì Twitter không bằng Facebook và không bằng Google Google cộng. Pinterest thì cũng có. Ở đây nó thiếu một cái là Instagram. Có thể những cái giao diện version sau thì họ sẽ update. Ở đây mình bỏ bớt đi, mình bỏ Twitter đi, Google cộng, Pinterest, mình thêm một cái LinkedIn. LinkedIn thì trong LinkedIn thì cũng phổ biến, mình đưa LinkedIn lên đây, Google cộng lên trên, mình đây mình có thể kéo lên trên nè, Google cộng rồi tới Pinterest rồi tới LinkedIn, check vô. Rồi ở dưới này là gì đây, more article box, more tức là sao, các bạn thấy more là cái phần này nè, cái phần xem thêm đó là cái phần more đó, có hiển thị ha. Rồi có hiển thị khoảng cách hay không, hiển thị khoảng cách, ví dụ như bạn muốn cái phần more này nó cách với cái nội dung ở phía trên, tức là cái này nè, bạn muốn cách một khoảng bao nhiêu thì các bạn điền cái thông số vào đây, mặc định là 400, ví dụ như 400. Bây giờ bạn muốn khoảng cách này nó xa hơn, ví dụ như là ngàn hay gì đó, thì bạn điền số vào đây. Rồi hiển thị bài viết cùng chương một, cái này chắc chắn rồi ha, không có gì phải bàn cãi. Rồi nội dung hiển thị theo cái kiểu gì, theo kiểu này, bạn có thể chọn chọn theo module 1, thích thì chọn module 2, module 3, nó có rất là nhiều cái style các bạn có thể chọn.
Rồi số lượng bài viết là 1. Disable time, disable time, never. Rồi ở phần là Ajax view count, tức là sao, hiển thị cái nội dung hiển thị cái nội dung là số lượt xem theo cái kiểu Ajax hay không. Cái chỗ này thì mình nghĩ là nên bật. Tại vì sao các bạn? Ở đây này các bạn đọc nè, các bạn đây các bạn đọc, các bạn sẽ thấy lý do tại sao nên bật ở chỗ này. Nếu mà các bạn, có sao các bạn đang sử dụng một cái plugin khác. Plugin khác ở trong cái series, trong cái phần mà từ đầu video tới giờ thì mình chưa có nói về cái plugin khác. Plugin khác là gì? Plugin khác là một cái plugin mà sẽ giúp cho bạn tăng tốc độ cái website. Nó sẽ lưu cache trên trình duyệt và lưu cache trên cái hosting, để mà khi khách hàng họ truy cập vào website của bạn, nó sẽ tải những cái nội dung, những cái giao diện, những cái file HTML, CSS ở trên cache trước khi mà nó truy xuất tới server, truy xuất tới hosting. Thì cái việc đó nó sẽ làm cho cái tốc độ website của bạn hiển thị trên màn hình cho người đọc nhanh hơn. Điều đó là sẽ làm tăng cái độ hài lòng, tức là certification á, cái độ hài lòng của khách hàng á, thì nó rất là tốt cho một cái website, đặc biệt là website tin tức. Các bạn thấy, các bạn có thể truy cập vào trang tuổi trẻ.vn để mà mình kiểm chứng. Các bạn có thể truy cập vào trang VN Express để mình kiểm chứng. Bất kể cái bài viết nào các bạn bấm vào, nó hiển thị ra ngay. Chúng ta không phải chờ tới 3 giây, bấm vào chưa tới 1 giây là nó hiển thị rồi. Bây giờ người dùng không có kiên nhẫn tới mức mà họ chờ tới 3 giây đâu các bạn. Họ sẽ đi ngay. Nếu mà cái website các bạn quá chậm đi thì kiểu gì thì kiểu họ cũng sẽ đi ra ngay. Cho nên là lưu ý, website của mình phải sử dụng plugin cache. Đó là một trong những cái điều mà mình khuyến khích các bạn sử dụng. Thì trong cái series mà về hướng dẫn về web tin tức thì mình không có nói về plugin. Mình sẽ có một cái series về các cái plugin thường dùng ở trong WordPress, và mình sẽ hướng dẫn các bạn là từng bước cài đặt và sử dụng nó như thế nào. Các bạn có thể xem thêm trong cái kênh YouTube của mình, VTD Channel, ở trong cái mục là danh sách phát ha. Mình sẽ up những cái video đó lên. Rồi sau khi chúng ta chỉnh sửa hết xong xuôi, các bạn bấm vào Save Setting. Rồi chúng ta F5 lại. Rồi các bạn sẽ thấy tất cả đã như ý muốn rồi. Như vậy là xong. Mình đã hướng dẫn các bạn những cái gì quan trọng nhất để mà chúng ta làm một cái website về tin tức tạp chí. Trong cái phần theme banner, tức là cái phần này, mình không có giải thích hết cho các bạn từ A tới Z những cái tính năng. Việc của các bạn là những cái tính năng nào mình chưa giới thiệu qua thì các bạn tìm hiểu thêm, để chúng ta hiểu sâu hơn về cái theme này. Mình chỉ giới thiệu các bạn là cái hướng đi như thế nào, cái hướng chúng ta research, cái hướng chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm hiểu một cái gì đó mới như thế nào, bằng cách là các bạn chọn lưu lại, xong ra ngoài F5, ra trang chủ chúng ta F5, chúng ta coi nó thay đổi gì không. Rồi chúng ta lại tiếp tục chọn, chúng ta lưu lại, chúng ta ra trang chủ chúng ta F5, coi có thay đổi gì không. Đó là cái hướng mà các bạn nên làm. Bởi vì trong cái giới hạn của series này không có quá nhiều thời gian. Các bạn thấy, nếu mà mình đi hết tất cả nội dung từ A tới Z đây thì có thể lên tới vài tiếng đồng hồ để mà giải thích cặn kẽ cho các bạn những cái thứ này. Và trong đó có những cái phần, có những cái tính năng thật sự không cần thiết đối với một cái website tin tức ở Việt Nam. Mình không nói ở thế giới họ có dùng những cái tính năng đó hay không, nhưng ở Việt Nam có những cái tính năng trong theme nó đề xuất, nhưng mà thật sự nó rất là mất thời gian và nó rất là không hiệu quả. Thì mình những cái tính năng đó mình không có giới thiệu trong series này. Và những cái tính năng khác cũng vậy, các bạn nên dành thời gian ra chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta mày mò thêm. Thì đây là cái video gần như là cuối cùng của series này. Video kế tiếp là video về tổng kết, mình sẽ tổng kết lại từ đầu series cho tới bây giờ. Mình đã giới thiệu với các bạn những gì để làm một cái tin tức bằng theme newspaper.
Rồi, nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like và share cái series này giúp mình. Các bạn có câu hỏi gì hãy đặt ở bên dưới phần bình luận. Mình sẽ dành thời gian để trả lời và hướng dẫn cho các bạn thêm nếu các bạn có những thắc mắc. Ngoài ra, các bạn có thể đăng ký kênh của mình bằng cách bấm vào cái link ở trong cái phần mô tả hoặc là cái nút màu đỏ đăng ký ngay ở bên dưới video trên YouTube để nhận được những cái video mới nhất từ mình. Thì trong cái khoảng thời gian sắp tới, mình sẽ làm rất là nhiều các cái video về series WordPress nâng cao. Hy vọng các bạn thích video này ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào mừng. Trân trọng kính chào các bạn.